Thưa quý vị, đến với ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa hôm nay, người ta dễ dàng cảm nhận được sự phấn khởi, vui mừng của người dân địa phương khi điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện. Thời gian qua, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều con đường mới đã được thi công, mở ra cho người dân địa phương những cơ hội mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Con đường Xóm Gò thuộc ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, dù nhiều năm được tu sửa trải đá nhưng vẫn xuống cấp trầm trọng. Những ngày nắng, bụi bay mịt mù, còn những ngày mưa thì đường lầy lội trơn trượt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xuất phát từ chủ trương đúng đắn, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, ban vận động ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ phối hợp với các ngành đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân, huy động nhiều tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài xã tham gia ủng hộ xây dựng tuyến đường láng nhựa, đường Đức Hòa Thượng, nhà truyền thống xã Đức Lập Hạ. Con đường dài hơn 1.450 mét với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 900 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đồng thuận cao, mỗi hộ dân trên tuyến đường ủng hộ từ 3 đến 5 triệu đồng, đóng góp nhiều ngày công lao động tham gia thi công tuyến đường. Thực hiện cái chương trình đột phá nghị quyết đảng bộ ấp Chánh triển khai ra nhân dân đồng bộ đồng thuận và nhà nước nhân dân làm, bước đầu là triển khai ra thì cũng thấy nó gặp khó khăn, nhưng cái thuận lợi là ấp Văn Hóa, ấp nông thôn mới thì đoàn thể chi bộ cùng các cán bộ ở cơ sở vận động thuyết phục tuyên truyền, thì đến nay nói chung là nhân dân cũng đồng thuận rất cao và đồng thời là thực hiện đến giờ này thì đoạn đường đã hoàn thành thảm nhựa. Sau gần 4 tháng thi công, công trình láng nhựa đường Đức Hòa Thượng, nhà truyền thống xã Đức Lập Hạ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Con đường được láng nhựa là niềm mong mỏi của người dân nên nhân dân rất phấn khởi. Trước đây về cái con đường này á thì nói chung là lầy lội, đi thì rất khó khăn. Thì sau khi là được là làm mới lại á thì bà con ta rất phấn khởi, nhà nào cũng sửa sang nhà cửa này kia trở lại hết. Đấy, thì làm cho là cái mặt nông thôn mới á, gia đình Văn Hóa là có cái điều kiện phát triển rất là dễ dàng. Con đường này đó thì nói nào ngay bà con ở đây thấy lầy lội, bà con cũng mong muốn để làm con đường cho khang trang sạch đẹp, nhưng mà giờ đến khi ra làm rồi thì nhân dân nhà nước cùng làm để là làm con đường cho sạch đẹp. Con đường này á, hầu chiến tranh á thì con đường xe bò đi không lọt, nhưng mà từ ngày đó là giờ đó là cùng nhân dân cùng làm là lên 4 lần nhựa, 4 lần, một lần đá, rồi lần cát, lần đá, rồi nay lên nhựa thì nhân dân phấn khởi dữ lắm. Cho nên là giờ là nông thôn mới thì đã xong rồi, đèn đường cháy sáng rồi, đường địa phương thì là giờ là dân đậu tiền mua bóng mua dây công, còn cái điện nhà nước thì giờ cháy sáng rồi, đường này lên rồi dân phấn khởi dữ lắm. Song song với việc làm đường giao thông nông thôn, ban vận động ấp Chánh còn tích cực vận động nhân dân xây dựng mô hình ánh sáng văn minh trật tự với chiều dài 1,5 km, với chi phí vận động được 23 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, mô hình ánh sáng an ninh trật tự đã tạo được mỹ quan cho bộ mặt nông thôn mới, còn góp phần đáng kể vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Người dân yên tâm hơn mỗi khi ra đường vào buổi tối. Có thể nói, các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở Đức Lập Hạ là kết quả của tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực của đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện môi trường sống, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đâu, đây là mày, mày